cửa hàng Apple của vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn đóng cửa, phải chăng tiên đoán của Chủ tịch Thế giới Di động đã thành sự thật? Cụ thể, trên fanpage EDG ngày 17 tháng 5 đã đưa ra thông báo việc cửa hàng này chính thức ngừng hoạt động từ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Trả lời truyền thông, ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch IPP Group, công ty mẹ của EDG cũng cho biết, doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh do điều kiện thị trường không thuận lợi. Cụ thể, có nhiều yếu tố cạnh tranh, đặc biệt là nguồn hàng khiến việc kinh doanh sản phẩm Apple không còn hấp dẫn như trước. Xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 2018, EDG là cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple khi đạt cùng lúc hai chuẩn Apple Premium Reseller và Apple Service Provider đầu tiên tại Việt Nam. Đây là cửa hàng ủy quyền cao cấp có diện tích lớn, nằm ngay trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và chỉ bán sản phẩm của Apple cũng như trưng bày sản phẩm theo quy chuẩn của Apple Store, khác với cửa hàng bán lẻ ủy quyền của Apple. Mặc dù ngừng hoạt động từ ngày 28 tháng 4, nhưng đến hôm nay, ngày 17 tháng 5, tức là trước một ngày Apple ra mắt cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam, EDG mới thông báo đóng cửa. Trước đó, tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thế giới Di động, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đã từng đưa ra cảnh báo, trước đây Thế giới Di động không quá khắt khe về chênh lệch giá giữa mình và đối thủ và cho rằng đó là lỗ hổng để các đối thủ của Thế giới Di động tìm kiếm khách hàng. Có thể thấy, có thời điểm Thế giới Di động đội giá cao hơn các cửa hàng khác vài triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian tới hiện tượng này sẽ chấm dứt và sẽ không để chênh lệch giá trở thành lợi thế cho đối thủ. Với vai trò nhà đầu tư, nếu các bạn cũng đầu tư vào các đối thủ cạnh tranh, các bạn sẽ nghe thấy tiếng rên xiết trong thời gian sắp tới. Và nó sẽ kéo dài chứ không phải ngắn hạn đâu. Các bạn chuẩn bị cho tinh thần đó đi, ông Tài nói. Phải chăng những cảnh báo của người đại diện Thế giới Di động đã cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường điện thoại bán lẻ trong giai đoạn này, dẫn đến EDG cửa hàng Apple của vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn phải đóng cửa?